Theo đánh giá của Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nhật Bản Zetro, năm 2022, mức tăng trưởng của thị trường Việt Nam đạt 74,1% và quy mô thị trường hiện tại đạt 46,1%. Đây được coi là điểm mạnh, là lợi thế hàng đầu trong môi trường kinh doanh, sự kỳ vọng cao cho sự tăng trưởng của nền kinh tế thời gian tới. Tại buổi làm việc với Văn phòng Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO tại Hà Nội, sau khi nghe báo cáo về khảo sát thực trạng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài năm tài chính 2022, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, trong năm 2022, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng kể. Điều này thể hiện nỗ lực cao của các doanh nghiệp Nhật Bản. Việc tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng kinh doanh lên đến 60% tại Việt Nam trong thời gian tới, cao nhất trong khu vực ASEAN, là con số đáng khích lệ đối với môi trường sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đối với các doanh nghiệp FDI, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản. Khảo sát của JETRO sẽ là tài liệu bổ ích để hỗ trợ chính phủ Việt Nam hoạch định chính sách, nắm bắt tình hình hoạt động cũng như đề xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam. Nhằm tăng cường kết nối giao thương, tại buổi làm việc, đại diện Cục xuất tiến thương mại Bộ Công Thương mong muốn phối hợp cùng JETRO tổ chức gian hàng quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm tại triển lãm Việt Nam Food Expo dự kiến vào tháng 11 năm 2023. Cục cũng sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại tại Nhật Bản cho những địa phương, doanh nghiệp quan tâm đến thị trường hai nước. oh mm -hmm.